cái thằng mồi lại chết rồi. Là cái nhà cái. Cái nhà. Đây. Đây thằng có mồi lại luôn. Chút là xin lỗi cái tốt không nhiều không. Tới dẫn cái. Cái gom đường này cái. Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình cũng là đi thăm câu nha. Địa điểm mà thăm câu của chúng ta cũng là ở ngoài sông lớn, sông Dầm Đầm nha cả nhà. Bữa trước thì thả cái lề mấy bên bển, bữa nay thì thả lề mấy bên này ha. Ở mấy bên này luôn nè chứ, tại vì anh vòng qua mấy cái sắt mé cũng mấy bên này luôn nha cả nhà ha, cả nhà thông cảm nha, nhớ lộn. Thì mình vợ chồng mình cũng vừa ra tới địa điểm đó, anh chồng mình cũng quăng được cái mỏ neo rồi vớt được cái miệng giềng lên rồi bắt đầu thâu lại tới cái mỏ neo đầu giềng rồi cuốn luôn. Cá mặt dây luôn nè. Ủa cá mặt dây hả? Cá mặt dây hay là con gì vậy, con lươn, con lịch gì á? Cá mặt dây. Ở dựng nó rớt làm sao? Không, lưới câu rồi sao nữa. Thấy không? Cá lạc dây. Trời ơi, giống con lịch thế ghê. Ôi. Ê, rồi rồi nó có cắn không anh? Cắn. À. Ủa, cái lưỡi câu móc ngay cái mình kìa he, chứ không phải là cái lưỡi đâu nha. Móc bị kỳ vậy chàng. Trời ơi. Tại vì vớt lên không có ngay cái đầu, không có ngay cái đầu mà nó cắn hay không anh? Ngay cái đầu mỏ neo cả nhà. Ngay khúc giữa, thành ra bây giờ phải thâu lại kéo dài để tới mỏ neo, rồi bắt đầu từ mỏ neo mới ấy mới thăm lại được, thăm dài ra, thăm bữa nay là thăm xong là sẽ mắc móc mồi lại luôn nha anh chồng mình. Ừ, dính cái mặt dây nha. Mà dính ngăn mình nó mới ghê chứ, kỳ ngộ trời. Làm sao lội bơi ngang dính nghĩa hả? Bơi ngang cũng dính được luôn, dính được em cái dây lạc dây đầu tiên nha cả nhà. Cái này mặn gì ngon anh? Cơ khô tiếp tục. Rồi một nắng à. Ừ. Nghe ngon. Ừ. Làm gì chưa ăn cái này. Nhìn giống y như con rắn, ghê cũng chết luôn. Tâm này móc mồi lên luôn nha. Nay mình đi, mình sáng ngày chồng mình thả sớm. Rồi nãy giờ cũng neo cũng trưa, giờ này cũng là 12 giờ trưa nha, cả nhà mới đi thăm nè. Thì ngày mới mình, vợ chồng mình xin chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và luôn thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình để mà đi thăm câu nha. Hôm nay thăm mất tiền hả? Bự là mất tiền hả? Thăm là không cuốn nha, thăm xong móc mồi lên luôn nha cả nhà. Rồi đã bắt đầu rồi. Là chiều. Chiều đó rồi mình sẽ tiếp tục mình đi thăm nữa nha. Chiều mình đi thăm một đợt nữa là sẽ là clip thứ hai nha cả nhà. Mà mình cứ mà móc lại mình cứ quay lại thì clip mình nó sẽ dài lắm nha. Nên bây giờ sẽ thăm móc mồi lại là mình sẽ kết thúc một clip. Và bắt đầu chiều mình thăm mình cuốn luôn là mình sẽ kết thúc clip thứ hai nha. Cái này nếu mà nó bự là nó bao nhiêu ký? Ý là em nói là khoảng 100.000 ký không? 100 mấy hay 100 mấy. Kiểu gì đó hả? Con miếng nó không cặn nữa rồi, nó ghê quá thì cả nhà nhìn nó nằm cái kiểu của nó nè. Ôi. Mình thả mồi tôm này thì chỉ có mong là cá út thôi chứ không có cá ngát đâu nha. Mấy bữa nay mình thả vậy chứ mình phơi cũng được mớ khô bộn bộn ở nhà rồi đó nha cả nhà. Để mình ăn được đó. Rồi, em cá út đầu tiên. Tôm mồi tôm của mình không có mua đâu, không có tiền đâu mà mua. Mình tôm dụng dụng nhà đó, nhỏ nhỏ rồi đó, sổ cái lựa ra để dành móc đó chứ. Còn mà không có ngay nước sổ thì chắc vợ chồng mình đi bắt ốc quá. Tại bây giờ nước ban ngày nó không có rồng để mà đi thụt còng được nè. Đi bắt ốc hương ban đêm á cả nhà. Về móc đó. Dính dính dịch hả? Em nữa, hai em có út, em có lạc dây.
đem lên chỉ quắn quéo nhìn ghê quá. Hết hồn hay gì? Tưởng cái gì lâu lên hết hồn hay gì? Cái chiếc đó là cái chiếc gì anh? Phà hả? Xà lan hả? Bự dữ vậy ta? Bự ghê, chứ có chắc tiền không? Cái này về móc cái vợ chồng mình cũng có một mớ khô bụng để dành ăn, cái dằn hoài vậy đó, cái nhà kệ kiếm có nhiều xẻ nhiều phơi nhiều vậy, kiếm đồ ăn ăn luôn. Dỡ xa xa ra hả? Hồi sáng em thấy anh đi thả câu rồi mà em mở tủ ra em thấy còn thau tôm. em đâu có biết là anh sẽ đi thăm lại móc mồi lại đâu. Em tính đi lặt rang hết rồi đó mà thấy trưa quá rồi mới nghỉ á, chứ còn sớm lặt rang rồi. Mở tủ ra thấy thau tôm, cái bé nói sao không giờ ra không kịp đâu, chị chịu đi rang. Sao khúc này không dính cá vậy ta? Mới lên cái móc được em cái lạc dây ngon quá trời ngon luôn mự. Phải nó bự chà bá, từ cần cực bự cỡ bằng cùm tay con khóm nữa, cái chắc đã lắm ta. Là con cá này đem đi bán luôn, nghỉ ăn luôn. Ngon móc mồi con cũng thấy gỡ cá. Nhớ kỳ rồi đó, chồng mình mà đi với ông cậu Phương về bắt được con cá xương xanh. Ban đầu không biết ông kêu bằng cá liềm kiềm chứ thật ra là con cá xương xanh. Nó y như con cá liềm kiềm luôn. Ồ, cá bự quá. Nhưng mà cái xương của chồng ở cả nhà nó xanh lè, cái xương của nó màu xanh, người ta kêu bằng cá xương xanh, ăn nó dai, nó ngon nha. Ăn như là ăn thịt. Rồi lâu dữ lắm rồi không thấy chồng mình bắt lại được con nào nữa vậy á. Dễ bắt lắm. Sao bữa nay anh bắt được vậy? Lắm, chạy xuống mới thấy. Mà sao thấy mà bắt được mới hay, nó thấy nó cũng nằm dưới nước chứ bộ. Rồi sao? Chứ mà nhảy xuống ôm hả? Cái đập cái nó là đò chụp. Cá nó cũng
Cái gì đâu ngộ, cá không ăn nó không thâu chứ có gì đâu ngộ. Đó, có bọc mũ đã dính được rồi, cũng có cái để cho anh gỡ đó. Mà công nhận mấy bữa nay thả liên tục luôn mà không thấy dính được con cá không 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 ở trong vuông thì có dính nha, nhưng mà ở ngoài sông cả nhà thả này mấy bữa rồi đó mà không thấy dính được con cá ngát nào hết trơn. Ngộ ha. Để thùng cỡ đó luôn á. Chưa? Không thấy con cá. Ôi ôi, thấy nó tưởng đâu dính này chứ. Đâu 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 đâu. Đó, em cá lù đù cả nhà. Giữ trời luôn, dằn mấy bữa nay mới thấy được em cá lù đù đó. Cả nhà thấy nó vàng không? Nó vàng cỡ đó đó. Để hỏi trang xác. Hả? Vậy chứ để hồi cái nó trắng mà nó xám xám. Nó lên nó vàng cỡ này nè cả nhà. À, em cá lù đù á. Ồ, cái đó mần khô là bá cháy luôn. Đúng bài luôn đó. Mà sao nó không dính cá mà cá nào rỉa ta? Cái này cái kia nó rỉa. Cái liềm kìm nó rỉa quá. Biết tưởng nó ghĩa lại dính, ghĩa lại dính chứ. Chưa chắc dính nơi nơi không. Rồi thả mấy chùm lửa gì chưa thấy chắc ai chưa thấy có ăn nữa. Ở đây mua ngồi đó. Con này nó ghẻ coi ai đâu giật. Sao cái này anh treo viền câu thì cục đá nhỏ nhỏ không vậy anh? Đó. Treo đá nhỏ nhỏ không vậy? Hồi lúc trước em thấy anh chặt cục bự 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 không à? Trời ơi. Không dính luôn hả? Ngày qua bữa trước đi thăm thấy cá gỡ cái lệ bên này thấy ham quá này văng lại không dính hết. Đây cũng dính nha, đừng nó không dính gì hết nha. Đây nè, hai con cá út, một con cá lù đù với một con cá lạc dây. Dính gì thôi chứ không dính gì. Cá lạc dây đó là bằng 10 cá út mà. Ừ. Cá lạc dây đi về mằn ra cái sạch khúc. Anh làm đó. Vậy anh làm ha. Sáng là làm chứ ai làm. Ừ. Này ai làm? Trời ơi, ghê ta. Ôi, nhìn này ai làm nữa kìa. Hiện nay có đi móc mồi được cũng là mừng rồi.
bữa trước mình đăng bài mình thăm câu ở ở kinh Triển Đạo, cái bữa thăm câu Triển Đạo có một 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 bạn vô comment hỏi, bình luận hỏi là thấy mình thấy quen, thấy quen quá, phải ở Đầm Dơi không? Cái em mới là đúng rồi, ở Triển Đạo á. bạn ở Thanh Tùng cũng gần mà, Thanh Tùng Triển Đạo gần mà, nhìn biết hay hả? Ừ thì mình sẽ Thanh Tùng Mỹ nó sẽ nhìn biết hay ha. Mới lên mà dính cá là thấy là đựng con đó thôi đó ha. Gán đi, bây giờ nó vậy thì chiều nó sẽ bù cho. Cá nó trả lời anh vậy đó. Nó nghe anh than á. Đó. Cá gì á? Bớt cá mới ăn. Ủa mà sao cá nhỏ nhỏ mà mẹ ta ngày bữa trước cá bự bự con mà. Qua hết rồi, nhà móc tiếp ăn cho nó ăn nữa. Mà cái cá ngát này không có là mình thả cái viền này là được rồi nè. Đúng rồi nè, tại vì thả viền này là sẽ kiếm cá út. Chứ còn thả mấy cái viền kia không có cá ngát rồi. Trời ơi, con cá lù đù. Đẹp. Không có cá út rồi cá viền giờ. Ừ, cái kia nó trắng này nè, hai cái lù lù xuống, còn con này mới lên này, cái nhà còn bơi vàng nè. Sao cái lù lù nó giống như con cá đó chặt mới lên, nó chết ngắt rồi, đi hịch luôn á. Cái đó cũng vậy, nó lên chút xíu nữa rồi chết ngắt. Cái gì không vậy? Thôi ông quên, cái út này nó có đâu đó. con à, hai con chết con nữa. Cái lù lù đẹp thiệt chứ. Cô cái lù lù cho ngon ăn, giống như bữa hả mày. Hai con. Ừ. Hai con mà muốn tới ký muối luôn. Lố quá em vậy. Ăn cái lù lù đó muốn ký muối rồi. Dính bữa chừng dính chừng 5 con cá lù đù thôi, được 2 con rồi đó.
Mà em thả mình ra sông lớn này nè, thả nè em ý nè, mình đi về hướng này nè còn có cá chứ, mà đi về hướng dưới sao có cá hết trơn. Như bữa anh thả neo, anh thả gì câu mà mấy chục lưỡi đó, mình câu nhỏ thả ở chỗ miệng cống đó, thả ở dưới này vậy mà có, mà cũng thả chỗ này không có ngộ trời, có mà cái nhỏ không mà con hay con vậy đó, còn thả dưới này cá bự không. Bởi mà ăn rồi phải có hạ phong thủy đồ phương hướng rồi chứ. Dữ rồi. Rồi mất rồi thôi, mệt quá bỏ đi. Đó, thấy không? Bữa nay là ngày này vô. Ra câu cá lù đù được à? Vô cá lù đù được rồi. Trời này dây dính cái ốc thì ra câu cá ốc, thì dính cái lù đù ra câu cá lù đù, tôi mệt ông quá. Cá gì ăn. Ừ, nó mẹ là đi câu đi. Rồi không phải cái lù đù bên ngang cái họng cho dính vô lưỡi câu hay gì. Ừ. Bữa nay được ba em cái lù đù nha. À, mình thích cái lù đù mà khô ghê lắm, ngon hơn cá ốc nữa. Cá ốc nó ngon, cái lù đù còn ngon hơn nữa. Nói chung mỗi cái nó đều có cái ngon. Rồi. Xong hư dữ gì trời. Mồi ít nó làm sao đó làm. Đã mồi không có rồi hà, móc hà tiện hà. Toàn là móc rồi xong rồi dục dưới không. Ừ, dụ không à. Cái diện câu đi tới về đi tới đâu vậy? Dính cá mà dính với cái mang mới chịu. Nó kêu kìa. Ừ, kêu như cái chốt. Xuống đây nè. Nhấc nhẹ vậy xuống được rồi. Trời mưa này mình bắt ốc mình. Ừ, trời mưa này mình bắt ốc được rồi. Nhớ cái năm mà lúc mà mình mới bắt đầu đi cắm câu không? Cắm mồi ốc không đó chứ đâu. Đi thủ công không được thì bắt ốc chứ sao, chừng nào mà thủ công được thì bắt qua bắt còng. Đổi món cho nó ăn, như lúc đó là ốc nó ngán bắt đầu nó bắt qua nó ăn còng. Ồ, móc mồi không, không cá không dính. Khúc này sao bốc mồi không vậy? Móc nữa kìa. Hết rồi phải không? Sao vậy? Ông chồng mình không
có cái thùng viền câu mà ổng ngựa nó làm đủ kiểu hết trơn. Có lúc ổng dồn lại ha, một thùng viền câu ổng dồn cho nó lửa nhiều, cái nhà gắn lửa vô thêm gắn cho nó gắn lừ lừ lạ là không kịp. Không kịp. Về tháo ra ra nãy giờ luôn mấy đừng em có ống chín nữa. Cái đâm đâu đâu kịp đâu, nước chảy nước không chảy thì thôi còn kịp, nước mà chảy quá đâu có cuốn kịp. Rồi về tháo ra, tao nói thức đêm thức hôm nấu lưỡi câu rồi thay nhăn mấy đêm luôn, 2-3 đêm luôn. Ừ vậy đây, nó làm tối ngày đó, nó làm mệt làm tối ngày không có nghề không có giờ nghỉ ngơi mà làm chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Nấu lưỡi câu ha, tao nói tối đem vô nhà nấu khói nghi ngút luôn, ngợp gì gì khói luôn. Xong rồi nấu rụt quá lưỡi câu rụt luôn. Làm nhiều chuyện không biết đừng đỡ. Hết mồi nữa à. Ừ. Móc đây vậy chứ lâu rồi đó nha. Hết mồi rồi đó. Khúc đầu đã. Móc rồi giáp khúc đường này là khúc ra hết mồi hả? Ừ. Vậy tao quay trở lại đó tao móc tiếp. Tao móc chừng nào mà hết giờ thôi nghỉ. Chứ làm sao giờ? Khách làm thiệt hay gì? Thôi đi tôi còn con. Dính dính hay rỉ hết mồi cao à. Vì vậy sao chỗ này dùng như vậy giờ móc xong nghe chị về đặng thăm dài lại cái thôi thôi rảnh quá mệt quá đem đừng có rảnh giùm cái thử ra nè thôi thôi để đi cho cá nó ăn mới đó. Đi coi nãy giờ được nhiêu, 2, 4, 6, 8 con cá. Bây giờ hồi nước lớn ra đây chơi. Thăm cái đó nè, thăm dài lại cái đặng thăm dài lại. Thôi đi, nhà tao còn vẫn làm mê mê kìa. Tới cái cục gì này gần hết rồi đó đúng không? Làm cho cục gì mít 2-3 lưỡi vô trời. Chùm chùm nữa không? Lâu dữ rồi mới ra đây mới thấy là bên phà chạy cả nhà. Sao biết? Nãy giờ mấy con cá ốc này không không con cái cái này nữa con nữa hai con đỡ đỡ cá mùa này nhỏ nhỏ không ừ. Thành gió mát quá, ngồi trên chiếc xuồng sóng nước lên đên, gió dập dìu mắt rơi luôn.
mình móc mồi đã xong, cái nhà cũng thăm câu cũng đã xong nha. Hết rồi cả nhà ơi, còn cái viền này thì mình neo lại. Chiều mình sẽ đi thăm tiếp nha. Chiều thì mình đi thăm tiếp theo thì mình sẽ quay quay tiếp theo là sẽ là tiếp sau nha cả nhà. Thì hôm nay thăm câu đã xong rồi. Dính câu này được em cá đặc dây với lại 9 em cá nha. 6 em cá ốc và 3 em cá lù đù. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video ủng hộ cho vợ chồng mình. Video mình đến đây sẽ được kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video lần sau nha cả nhà. Chào cả nhà nha.